Một loại cây ăn quả có tên gọi rất đặc biệt, đó chính là cây hồng đen sô-cô-la. Đây là một cây hồng đen sô-cô-la trưởng thành mà nhà vườn Ngọc Lâm chuẩn bị giao cho khách các bạn nhé. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm 1m4 tới 1m5, cũng đậu rất là nhiều quả rồi. Cây này thì năm nay mới được khoảng tầm gần 3 năm tuổi thôi. Đấy, trồng từ cây giống nó chỉ bằng một cái cành nhỏ này thôi, là cây ghép nên là cây nó cho quả rất là sớm các bạn nhé. Đây, quả rất là sai và to. Đây, hiện tại thì quả nó chưa chín mà đã đạt tới cái đường kính nó khoảng tầm 4-5cm rồi. Khi chín ấy, thì cái phần núm quả này nó sẽ co lên, là thời điểm mà các bạn sẽ thu hoạch được những cái trái hồng đen sô-cô-la này. Tới thời điểm mà các bạn bóp cái lớp vỏ quả bên ngoài, cảm nhận được cái độ mềm, thì khi đó thì chúng ta sẽ thưởng thức được cái trái hồng sô-cô-la này. Rồi bên trong khi chín thì nó sẽ có cái màu đen của sô-cô-la, có khoảng từ 4-5 hạt nhỏ. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ mềm, vị ngọt và cái hương thơm rất là béo ngậy nhé. Đây, cái này thì hiện tại thì cũng chỉ cần trồng trong cái chậu đường kính nó khoảng tầm 40-50 phân thôi. Nhà các bạn mà không có diện tích, không có đất trồng ấy thì có thể lựa chọn trồng trên ban công sân thượng cũng được nhé. Đây, quả rất là to và sai quả này. Đấy, những cành bên dưới đây. Quả này con này. Đây quả hồng sô cô la này con này. Đấy. Nhiều quả thì có thể là tới cái trọng lượng nó khoảng tầm 350 tới 400 g một quả các bạn nhé. Nếu mà chăm sóc tốt. Cái giống cây này thì cũng nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ, hiện nay cũng đã trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi. Cây có khả năng chịu nắng, chịu hạn rất là tốt. Cây thì mới được khoảng tầm 3 năm tuổi thôi. Những cây lâu năm trưởng thành thì nó có thể đạt tới chiều cao nó khoảng tầm 5-6m các bạn nhé. Cây hồng đen sô-cô-la thì nó cũng nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ, là một cái giống cây nhiệt đới, cây có khả năng chịu nắng nóng tốt. Cây cũng đã được du nhập về Việt Nam khoảng tầm 3-4 năm nay. Nó thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Nếu bạn trồng từ cây giống thì chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi là cây bắt đầu ra quả rồi. Nhà bạn mà không có diện tích, không có đất trồng thì có thể lựa chọn trồng trong chậu trên ban công sân thượng. Những cây cao khoảng tầm hơn 1m thôi cũng có thể cho thu hoạch khoảng tầm 20-30 quả, những cái lứa thu hoạch đầu tiên rồi, rất là dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh. Các bạn có nhu cầu mua cây liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc, các bạn nhận cây trước kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Nhà vườn mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây quả ngoại nhập độc lạ. Nhân tiện đây, nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu đến với các bạn 10 các loại cây quả ngoại nhập độc lạ cho hương vị thơm ngon và đã đều trồng thành công tại Việt Nam rồi. Các bạn có thể tham khảo những giống cây này để trồng trong khuôn viên gia đình mình. Loại cây đầu tiên mà mình giới thiệu đến với các bạn đó chính là cây liễu. Một trong những loại cây được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng trước nhà, nó mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho gia chủ. Cây liễu với tuổi thọ cao biểu trưng cho sự trường tồn, sức sống mãnh liệt cùng với thời gian. Cây liễu thì thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm, quả sẽ chín vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10. Quả khi chín thì chuyển sang màu đỏ tươi như những chiếc đèn lồng treo lung linh trước gió, tự trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều quý phú quý, tài lộc cho gia chủ. Một quả có thể đạt tới trọng lượng khoảng từ 500 đến 800 g một quả. Ruột bên trong thì có màu đỏ tươi, rất là mọng nước. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh mát. Ngoài ra thì trong nước ép của quả liễu còn chứa rất nhiều với vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa và rất nhiều công dụng khác. Hiện tại thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước cây liễu đỏ cổ thụ này, từ những cây gần 100 năm tuổi, nó cao khoảng tầm 4m, tán rộng 4m, đang cho hoa rất sai, hay là những cây giống, cây trưởng thành vài chục năm tuổi, bởi nhà mình đều có cái số lượng rất là nhiều. Còn đây chính là cây giống hồng xiêm quý hiếm và đắt giá bậc nhất trên thế giới hiện nay. Đó chính là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Một quả của nó thì có thể đạt tới trọng lượng lên tới khoảng từ 2 đến 2,5 kg. Cây hiện tại ở vườn nhà mình thì nó đang ra hoa đậu quả rất là sai. Nam Mỹ là một cái khu vực mà có cái khí hậu nhiệt đới khá là tương đồng với cái khí hậu của Việt Nam. Nên là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này khi đưa về Việt Nam trồng thì nó cũng sinh trưởng và phát triển rất là tốt trong cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, quả của nó sẽ mọc từ thân mọc ra các bạn nhé. Một khi cây nó đã ra quả thì nó sẽ ra quả quanh năm liên tục. Từ khi cây ra hoa đến lúc đậu quả có thể thu hoạch được, nó kéo dài trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 tháng. Cây nó thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Như các bạn có thể thấy đây thì cây nó đang ra hoa đậu quả rất là sai. Một cái đoạn cành nó dài khoảng tầm 10 phân như này thôi, cũng đậu được khoảng tầm hơn 10 trái bạn nhé. Đấy, một cái cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 mét như này thôi, cũng phải đậu được khoảng tầm 60 đến 70 quả trên một cây. Đấy, rất là sai quả. Khi đến cái thời điểm thu hoạch thì một quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ có thể đạt tới cái trọng lượng dao động khoảng từ 2 đến 2,5 kg trên một quả. Một khi cây nó đã ra quả thì các lứa quả nó sẽ gối tiếp nhau, ra quả quanh năm liên tục. Bên trong cái quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì chỉ có duy nhất một hạt thôi các bạn nhé. Ruột bên trong thì có cái màu đỏ tươi. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo ngậy và cái hương thơm rất là đặc trưng, tạo ra một cái hương vị vô cùng đặc biệt. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì cũng rất là đặc biệt, đó chính là cây bánh kem. Cây bánh kem thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, là một cái dòng cây nhiệt đới. Cái quả bên ngoài của nó thì có cái màu xanh dương như thế này. Đấy, thì
khi chín ấy, thì một quả của nó có đạt tới cái trọng lượng nó dao động từ 150 đến 200 gram một quả. Để rồi bên trong của nó thì thường sẽ có khoảng từ 2 đến 3 hạt vậy nhé. Để rồi bên trong rất là mềm mịn, nó có cái hương vị của kem tổng hợp đấy. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái vị ngọt, béo, ngậy, nó hòa quyện lại với nhau. Ở ruột bên trong của nó thì rất là dẻo. Cây bánh kem thì nó sẽ thường ra hoa trong cái khoảng thời gian từ tháng 2, tháng 3, tháng 5 và sẽ cho thu hoạch trong cái giai đoạn khoảng từ tháng 7, tháng 8. Những cái cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm 8 đến 10 mét và cho thu hoạch khoảng tầm vài nghìn trái mỗi vụ nữa nhé. Cây bánh kem hiện nay thì cũng đã được trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Những cây cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Còn đây là cây nho thân gỗ, một cái giống nho rất là dễ trồng và chăm sóc. Nó khác với cái dòng nho leo giàn quả mọc hình chùm. Thì cái cây nho thân gỗ này, quả của nó mọc từ thân mọc ra. Được kính quả thì nó dao động từ 2 phân đến 3 phân một quả. Nho thân gỗ thì nó có khả năng chịu nắng chịu hạn rất là tốt. Quả thì ra quanh năm, các lứa hoa nó quả nối tiếp nhau, mọc từ thân mọc ra. Quả thì rất là mọng nước, cái phần thịt quả thì như một cái lớp thạch màu trắng như này. Đấy, ăn rất là thơm ngon. Cây nho hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn đây thì nó cao khoảng tầm 3,5 m, về rộng tán nó khoảng tầm 3 m. Mỗi vụ quả thì nó cho hàng nghìn trái mỗi vụ các bạn nhé. Rất là sai quả. Thì vườn nhà mình có rất nhiều kích thước, cây nó cao khoảng tầm hơn 1 m là bắt đầu cũng có trái rồi. Thì các bạn có thể lựa chọn sao cho nó phù hợp với cái khuôn viên gia đình mình. Đấy thì chúng ta có thể lựa chọn trồng trên ban công, sân thượng đều được các bạn nhé. Cái giống nho thân gỗ này rất là dễ trồng, hoa quả ra quanh năm. Đấy, chịu nắng chịu hạn rất là tốt và rất là ít sâu bệnh. Hầu như là tốn rất ít công chăm sóc, các bạn chỉ cần tưới nước và 2-3 tháng các bạn bón phân định kỳ để cung cấp cái dưỡng chất cho cây ra hoa đậu quả các bạn nhé. Còn đây chính là cây hồng giòn Fuji của Nhật Bản. Khi chín là nó sẽ chuyển sang màu vàng cam như này. Cái giống hồng này thì có thể ăn trực tiếp trên cây được mà nó không có vị chát. Khác với cái giống hồng trong nước là các bạn sẽ phải ngâm khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì mới ăn được. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ giòn, vị ngọt rất là đặc trưng. Cây hồng giòn Nhật Bản thì sẽ thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm. Quả sẽ chín vào khoảng tầm tháng 9, tháng 10 hàng năm. Khi chín là nó sẽ chuyển sang màu vàng cam. Là một cây dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao. Những cây trưởng thành có thể cho thu hoạch khoảng từ 30 tới 40 kg quả trên một vụ thu hoạch nhé, rất là sai quả. Các bạn có thể trồng trong chậu thì cây nó vẫn sinh trưởng và cho trái rất là sai các bạn nhé. Những cây khoảng tầm hơn 1 năm tuổi thôi thì cũng có thể cho thu hoạch khoảng từ 10 đến 15 trái mỗi vụ các bạn nhé. Đấy, quả ra rất là sai. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây khác nhau, từ những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm hơn 3 mét như này, hay là những cây giống nó cao khoảng tầm 70, 80 phân. Các bạn trồng thì chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi là nhiều cây có thể bắt đầu cho những lứa quả bói đầu tiên rồi. Đây, còn đây là những cây choai hiện tại ở vườn nhà mình các bạn nhé, nó cao khoảng tầm 70, 80 phân và nhiều cây đã bắt đầu đậu quả rồi các bạn này. Hoa quả sẽ mọc từ những cái lá mọc ra. Cây nào hiện tại cũng đang sinh trưởng phát triển rất tốt, bộ rễ khỏe mạnh ổn định các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Nhà mình thì có cái số lượng rất là nhiều. Còn đây là cây bưởi đỏ Thái Lan, là cái giống bưởi mới nhất mà bên mình nhập khẩu về Việt Nam. Cái giống bưởi này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm so với những cái giống bưởi truyền thống trong nước hiện nay. Thứ nhất là mẫu mã đẹp. Quả bưởi này khi chín thì nó có cái màu đỏ tươi và nó toát ra một cái hương thơm vô cùng nhẹ nhàng. Đấy, chính vì vậy thì nó còn được sử dụng trong những cái dịp lễ Tết các bạn nhé. Thứ hai là thời gian cho thu hoạch sớm, ít sâu bệnh. Nếu các bạn trồng từ cây ghép thì chỉ sau khoảng tầm 1 năm là cây nó sẽ cho ra những cái lứa quả bói đầu tiên rồi. Là một cái giống bưởi có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Chính vì vậy thì cây bưởi đỏ Thái Lan này khi nhập khẩu về Việt Nam thì nó cũng thích nghi và sinh trưởng rất tốt trong điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam các bạn nhé. Vỏ quả thì cũng rất là mỏng, ruột bên trong thì rất là mọng nước. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh. Giá thành hiện nay thì cũng rất là cao, dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng trên một quả các bạn nhé. Thứ ba là cái cây bưởi đỏ Thái Lan này cũng cho cái năng suất rất là tốt. Những cây bưởi đỏ trưởng thành thì có thể cho thu hoạch từ vài trăm trái mỗi vụ các bạn nhé. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có đầy đủ các kích thước chủng loại cây bưởi đỏ này, từ cây giống có cao khoảng tầm 70-80 phân hay là những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 m như này. Vườn nhà mình đều có cái số lượng rất là nhiều các bạn trồng từ cây giống thì nhiều cây khoảng tầm hơn 1 năm thôi là có thể bắt đầu ra quả bói rồi. Cây nào hiện tại ở vườn nhà mình cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt, bộ rễ khỏe mạnh nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc bạn nhé. Còn đây chính là cây vải không hạt của Thái Lan. Có một tin rất là vui cho các bạn là cái giống vải này đã trồng thành công tại Việt Nam rồi. Giống như những cái giống vải thông thường khác thì cây vải không hạt này cũng có cái tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài. Những cây trưởng thành thì có thể đạt tới chiều cao dao động từ 2,5 m đến 3 m. Cây vải không hạt thì nó có rất nhiều ưu điểm như là quả to, cùi dày, mọng nước. Khi ăn thì bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và hương thơm rất đặc trưng. Đồng thời thì giá thành của cái quả vải không hạt này cũng cao hơn rất nhiều lần so với những cái giống vải truyền thống trong nước hiện nay. Chính vì vậy thì cái giống vải không hạt này hứa hẹn sẽ trở thành một cái giống cây trồng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương trên cả nước. Cây có sức sống tốt, ít sâu bệnh và có khả năng thích nghi với rất nhiều điều kiện đất đai khác nhau.
Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây táo tàu. Giống táo này thì ăn rất là giòn và ngọt các bạn nhé. Cây táo tàu thì nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á các bạn nhé. Hiện nay thì Trung Quốc là quốc gia trồng và gây số lượng lớn nhất. Cây táo tàu này thì cũng đã được du nhập về Việt Nam được khoảng tầm 2 năm gần đây. Cây nó cũng sinh trưởng và phát triển rất tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam các bạn nhé. Đặc điểm của cái giống táo tàu này là khi quả nó chín thì một phần quả của nó sẽ chuyển sang màu nâu và phần còn lại nó sẽ ngả màu vàng các bạn nhé. Cây cho cái năng suất rất là tốt, các bạn có thể lựa chọn trồng trên thùng xốp, ban công hay là trên sân thượng đều được nhé. Còn đây là những cây táo tàu trưởng thành hiện tại đang vườn nhà mình. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm hơn 2 mét. Vườn nhà mình thì có đầy đủ các kích thước chủng loại cây, từ cây giống đến cây trưởng thành 5-15 tuổi mình đều có các bạn nhé. Giá cây thì dao động khoảng từ vài trăm đến vài triệu tùy từng cây các bạn nhé. Cây hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn thì nó cũng đang ra hoa rất là sai này các bạn này. Đấy, đặc điểm của giống táo này khi nó lên cái mầm mới nó sẽ kèm theo hoa ở những cái lá các bạn nhé. Những cây táo tàu được khoảng tầm hơn 1 năm tuổi, nó cao khoảng tầm 1 mét như này cũng có thể cho thu hoạch từ vài chục thậm chí là gần 100 trái trên một cây các bạn nhé. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây sung Mỹ. Khác với sung ta, quả có vị chát hoặc thành chùm thì cây sung Mỹ này khi ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và cái phần ruột quả của nó sẽ có một cái lớp mật các bạn nhé. Quả thì ra quanh năm. Quả sung Mỹ thì nó sẽ mọc từ những cái lá mọc ra. Khi chín thì quả của nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tím như thế này. Một quả thì có thể đạt tới trọng lượng trung bình nó dao động khoảng từ 100 đến 150 gram trên một quả. Cây sung Mỹ thì nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á. Hiện nay thì cây sung Mỹ này đã được trồng rộng rãi tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Những cây sung Mỹ mà mình đang giới thiệu với các bạn đây thì nó cao khoảng tầm 1 mét. Những cây này đều khoảng tầm 3 năm tuổi rồi. Đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 3 phân đến 3 phân rưỡi. Đấy, tán tròn đều và những cây này đều là những cây thoát thân dáng chi. Đấy, tất cả những cây này thì đều đang bắt đầu đậu quả rất là sai rồi đấy. Cái dòng sung Mỹ này nó ra quả quanh năm. Sau mỗi cái lứa thu hoạch các bạn có thể cắt tỉa cành. Sau khi các bạn cắt tỉa cành thì nó sẽ lên những mầm mới và kèm theo quả luôn rồi đấy. Rất là sai quả. Những cây sung Mỹ thì nó rất là dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Các bạn có thể trồng trong chậu, trên thùng xốp, ban công, trên sân thượng thì cây đều sinh trưởng và cho hoa đậu quả rất là sai. Nếu các bạn trồng từ cây giống thì cũng chỉ sau khoảng từ 3 đến 4 tháng là cây nó sẽ bắt đầu ra quả cái đầu tiên. Những cây trưởng thành lâu năm thì nó có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 3-4 mét và cây được kích thước nó dao động khoảng từ 10 đến 15 phân gọi đấy. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây giống lê lâu của Đài Loan. Quả ăn rất là giòn, ngọt và mọng nước. Giống như những loại cây ăn quả khác có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan như cây vú sữa hoàng kim, cây na dứa Đài Loan, cây na sầu riêng hay là cây dâu của dải Đài Loan. Cây lê lâu này khi đưa về Việt Nam trồng thì nó cũng thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam các bạn. Cây cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Cây hiện tại mình đang giới thiệu với bạn thì cũng đang ra hoa quả rất là sai. Cây lê thì nó sẽ thường ra hoa trong cái khoảng thời gian khoảng từ tháng 2, tháng 3 hàng năm và quả sẽ thu hoạch trong cái thời gian khoảng từ tháng 7, tháng 8 hàng năm. Cây mình đang giới thiệu với bạn thì quả của nó cũng đã bắt đầu hình thành những cái quả nhỏ rồi các bạn nhé. Đấy. Trung bình một cây lê được khoảng tầm 2-3 năm tuổi, mỗi vụ thu hoạch thì có thể cho thu hoạch khoảng từ vài trăm trái các bạn nhé, rất là sai quả. Trọng lượng trung bình của giống lê này thì nó dao động từ 150 đến 200 gram trên một quả. Cái dòng lê của Đài Loan này thì cái tỷ lệ đậu quả của nó rất là cao, các bạn cũng không cần tốn quá nhiều công chăm sóc đâu. Quả lê khi chín ấy, thì khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái độ giòn, ngọt và bên trong rất là mọng nước các bạn nhé, rất là thơm ngon.